Một anh chàng đang ở trong một căn phòng bí ẩn. Trên tay anh đang cầm một cái hộp, còn miệng thì liên tục chửi rủa. Anh đang cố gắng mở nó ra. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng giải mã và mở cái hộp ra. Bên trong là một chìa khóa đặc biệt với hai đầu. Anh phải đưa ra lựa chọn cha chìa vào ổ khóa nào ở hai cái cột. Sau khi quyết định, anh vặn chìa khóa thì bất ngờ bị một vật nhọn đâm trúng. Ban đầu tưởng rằng vết thương khá đơn giản, nhưng rồi anh ta bắt đầu chảy máu mũi, sau đó là gục xuống và sùi bọt mép. Một kẻ nào đó đang quan sát anh ta từ camera. Sau khi thấy nạn nhân đã chết, hắn ta rời đi. Bối cảnh chuyển đến Tyler và người bạn gái Kristen. Hôm nay là sinh nhật của Tyler và họ đang trên đường đến buổi tiệc. Buổi tiệc hôm nay còn có Tabby, em gái của Tyler cùng với bạn trai của cô Conrad, Anderson và người vợ Natasha. Cuối cùng là Hazley. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau trong suốt buổi ăn. Lúc này, Kristen mới tiết lộ cô có một món quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật của Tyler. Anh ấy mở ra, đó là những tấm thẻ tham gia một căn phòng chết chóc. Họ sẽ đến đó, chơi trò chơi giải mã trong vòng 60 phút để thoát ra ngoài. Cô đã mất vài tháng để chuẩn bị kế hoạch này. Kristen cũng mời tất cả những người ở đây tham gia. Vài thành viên ban đầu còn lưỡng lự, nhưng rồi đã quyết định tham gia. Chỉ có Hazley là đã có kế hoạch trước đó nên không thể tham gia được. Sau khi thanh toán bữa ăn, cả nhóm được một chiếc xe đến đón để đến địa điểm tham gia trò chơi. Kristen nói tất cả phải bỏ điện thoại và những thứ khác trong người vào chiếc hộp này để đảm bảo công bằng. Thứ mang theo duy nhất vào đó là trí thông minh. Cả nhóm cảm thấy đã đi rất lâu rồi nhưng chưa đến nơi, hỏi tài xế thì không hề thấy ai hồi âm lại. Kristen nói sẽ không thể tìm được thông tin đơn vị tổ chức cho căn phòng chết chóc này. Không có ứng dụng, không có trên Internet, họ tự gửi một thư mời đến cô ấy, là một chiếc hộp bí ẩn. Bấm mật mã trên đó, họ nhìn thấy một dòng chữ chào đón đến trò chơi. Cảm giác như Natasha và Kristen không hòa hợp nhau cho lắm. Đang nói chuyện thì đèn trong xe nhấp nháy rồi xe dừng lại. Kristen phát cho mỗi người một chiếc khăn bịt mắt. Cô ấy là người duy nhất không bịt mắt để dẫn dắt mọi người. Tất cả mọi thứ này đều là một phần của trò chơi. Tất cả được dẫn vào trong một địa điểm bí mật. Tyler mở khăn bịt mắt ra, thấy mình đang ở trong căn phòng treo đầy đồng hồ trên tường, một đống giấy báo và những chiếc TV ở giữa phòng. Anh bật một công tắc lên, đèn bật sáng và cũng là lúc trò chơi bắt đầu. Quay sang một căn phòng khác, đang có Anderson và Natasha ở đó. Hai người bị còng tay và bị cột vào nhau. Họ rất cố gắng nhưng vẫn không gỡ rối ra được. Việc này làm cho Natasha cảm thấy rất bực mình. Họ cần phải bình tĩnh hơn, rồi Natasha bắt đầu nhận thấy được mấu chốt. Cuối cùng họ gỡ rối ra được. Dù còng tay vẫn còn nhưng ít nhất hai người không còn dính lấy nhau nữa. Có thể thoải mái chia nhau ra đi quan sát căn phòng. Những người lạc quan nhất là Tabby và Conrad. Conrad đang bị khóa bởi một dụng cụ đặc biệt. Hai người bắt đầu suy nghĩ một con số để mở ổ khóa. Đây có thể là thứ tự chữ cái của một ký tự nào đó. Conrad suy nghĩ, muốn giải đố thì phải biết sử dụng cái đầu. Vậy ký tự đó là hết tương đương những con số 8514. Không ngờ đã mở được ổ khóa. Tyler lúc này vẫn chưa biết phải làm gì. Rồi anh nhìn thấy trên cánh cửa có một cái ô. Anh vừa đến chạm vào nó thì ô cửa mở ra. Bên kia là căn phòng của Anderson và Natasha. Cánh cửa đó bên phía Tyler có một núm vặn được khóa với một tổ hộp số. Anh ta hỏi thử bên căn phòng bên đó có gì đặc biệt để mở khóa không. Anderson nói bên này có 4 cái đồng hồ, tất cả đều không hoạt động và đang dừng ở một thời gian cụ thể. Đoán ra đó là mật mã, Tyler nhờ Anderson đọc thời gian ở mỗi đồng hồ, cuối cùng cánh cửa đã được mở. Natasha liền đến ôm Tyler nhưng bị anh ta phớt lờ. Cô ta sau đó phát hiện có chìa khóa trên chốt cửa, dùng nó để mở còng tay ra. Anderson cũng tìm thấy một thẻ bài nhưng chưa biết phải làm gì với nó. Ba người tiếp tục thừa thắng xông lên, đi tìm những manh mối tiếp theo. Natasha nhìn thấy các bức tranh được xếp một hàng. Tyler đến xem thử và đoán đó là chuỗi thức ăn. Họ thay đổi thứ tự các bức tranh, thỏ, cáo, cho sói. Mở ra được một cửa sổ, bên kia chính là Conrad và Tabby. Natasha nhìn thấy ở góc căn phòng có thể có một cánh cửa. Nhìn theo cách bài trí, phía sau cánh cửa đó là căn phòng ban đầu của Tyler. Ba người đi qua đó và phát hiện một cánh cửa. Họ tháo các đồng hồ trên cánh cửa xuống và nhìn thấy một ổ khóa. Chắc chìa khóa là chìa ban nãy mở cái còng tay. Anderson xung phong đi tìm, chỉ còn Natasha và Tyler. Cô ta bắt đầu nhìn Tyler một cách thèm thuồng. Nhưng Tyler nói Natasha hãy dừng lại như kiểu hai người đã qua lại sau lưng Kristen. Chiếc chìa kia không mở được cánh cửa, rồi Tyler nhìn thấy một cái đồng hồ chỉ có kim giờ. Anh nói mọi người hãy tìm chiếc đồng hồ nào chỉ có kim phút. Anderson tìm thấy trên đồng hồ còn có một thẻ bài khác. Tyler ghép hai cây kim lại với nhau. Mở được cánh cửa để Conrad và Tabby ra ngoài. Những chiếc TV đặt giữa phòng được bật lên, họ nhìn thấy Kristen đang bị nhốt trong một cái lồng với tình trạng khỏa thân. Tyler phấn khích khi thấy trò chơi này rất thú vị. Họ còn 41 phút để đưa Kristen ra khỏi đó. Tyler ban nãy quan sát thấy có một dòng chữ trong căn phòng của Tabby, nhưng bây giờ lại không thấy nữa. Conrad đóng thử cửa thì dòng chữ hiện lên trở lại. Họ nhặt ổ khóa ban nãy lên, tìm thấy một thẻ bài nữa. Quay lại căn phòng trung tâm, Anderson đoán đó là một trò chơi ô chữ thường xuất hiện trên các bài báo. Động não thêm chút nữa, họ tìm một bài báo được xuất bản vào ngày sinh của Tyler. Câu hỏi trong bài báo liên quan đến ghi chú của người ái kỷ. Tyler định vào trong căn phòng nhưng Conrad muốn thử lần này. Anh và bạn gái vào trong rồi đóng cánh cửa lại. Nhưng đã thử vài đáp án vẫn không thành công. Tyler tiếp tục là người nghĩ ra điều gì đó, hướng dẫn cho hai người trong căn phòng giải mã. Đáp án là nhạc hiệu. Quả thật nó đã thành công.
Anderson đi qua để mở cánh cửa, thì Natasha lại tiếp tục tiến đến gần Tyler. Anh ta sợ bị lộ nên cố gắng đẩy cô ra xa. Phía bên này, Anderson không thể nào mở được cánh cửa. Anh cố gắng vặn và đã làm chìa bị gãy. Tất cả vẫn chưa biết điều kinh khủng sắp xảy ra. Dòng chữ cũng đã chuyển sang màu đỏ. Rồi Natasha nhìn thấy có khí bất thường được đưa vào căn phòng. Mọi thứ bắt đầu không ổn khi mà Conrad và Tabby dần bị đốt cháy. Đó chính là axit. Những người ở bên ngoài không thể làm được gì để cứu giúp bạn mình. Nhìn hai người bị axit ăn mòn dần dần. Không ai còn có thể bình tĩnh nữa rồi. Họ nhận ra đây không phải là trò chơi giải đố đơn giản. Một điều lạ rằng, tại sao câu đố đã được giải nhưng cánh cửa vẫn không mở được. Natasha quay sang đổ mọi tội lỗi cho Anderson. Chính anh ta đã làm gãy chìa khóa. Tyler từ đầu đến giờ vẫn luôn tỏ ra bản lĩnh và bình tĩnh. Đôi khi là hơi tự cao, trịch thượng, nhưng giờ đây anh ta cũng đang rối bời. Họ không thèm giải đố nữa, chỉ muốn tìm đường thoát ra khỏi đây nhanh nhất. Tyler tìm thấy được lối thông gió, đoán nó dẫn ra ngoài nên quyết định đi vào. Natasha làm theo Tyler làm cho Anderson không còn lựa chọn nào khác. Tyler đi đến được một căn phòng nhỏ, có một thẻ bài ở đó và lối thông gió đối diện đã bị bịt lại. Trước mặt anh lại là một câu đố, đây là lĩnh vực mà Anderson rất giỏi. Anh ta hướng dẫn Tyler thực hiện, lối thông gió đã được mở, còn lối cũ thì đang bị cái gì đó đóng lại từng đoạn và nó đang tiến rất gần đến chỗ Anderson. Dù rất cố gắng nhưng anh ấy không kịp trèo ra và bị chém đứt nửa người. Tyler bên này tiếp tục đi theo lối thông gió, nhưng rồi đã quay trở về căn phòng cũ. Kristen đau đớn khi thấy từng người bạn của mình bị sát hại nhưng cô không thể làm được gì. Natasha nhìn thấy những sợi dây điện sau chiếc TV, thử nối chúng lại với nhau theo bảng màu cơ bản thì một bản nhạc được bật lên. Đây là bài nhạc Tyler ghét nhất, buổi dã ngoại của gấu Teddy. Chắc chắn có liên quan đến cái đầu gấu đang treo trên tường. Tyler tiến đến và cho tay vào trong thử. Anh ta tìm thấy một tay cầm, kéo thử nó ra thì đèn cánh cửa thoát hiểm sáng lên. Nhưng phải luôn luôn cho tay giữ nó nếu không cánh cửa lại khóa. Natasha mở cánh cửa thì miệng con gấu càng kẹp chặt hơn. Cánh cửa quá nặng, thế là hai người đổi chỗ. Tyler càng kéo, cánh tay của Natasha càng bị kẹp chặt hơn, nhưng chưa đủ để Tyler đi qua cánh cửa. Giờ đây anh ta mới để lộ mặt thật của mình, kéo mạnh cánh cửa để bước qua. Bỏ mặc Natasha bị kẹp đứt tay và bị nhốt bên căn phòng đó. Chỉ còn một câu đố cuối cùng, Tyler gắn những thẻ bài tìm được trong suốt quá trình để mở cánh cửa. Anh ngồi vào một cái ghế, trước mặt là một màn hình có quay Kristen. Và hai nút chọn, cứu bản thân hay cứu cô ấy. Bên phía Kristen cũng có hai nút như vậy, họ có 2 phút để lựa chọn. Tyler bây giờ đã nói chuyện được với bạn gái mình, hỏi cô ấy có phải là người làm ra những trò này không. Nhưng quả thật Kristen cũng là nạn nhân của trò chơi này. Tyler cho rằng Kristen muốn trả thù việc anh ta ngoại tình với Natasha. Anh ta chọn cứu bản thân, còn Kristen thì muốn cứu Tyler. Thời gian kết thúc, anh ta bị một cây sắt nhọn từ phía sau ghế đâm xuyên người và bỏ mạng. Kristen được thả ra, cô ấy từ đầu đến giờ bị nhốt trong một cái thùng xe tải. Kristen cố gắng tìm đường thoát thì nhìn thấy một trạm điện thoại. Cô gọi cho cảnh sát và họ nói rằng sẽ cho người đến đón cô ngay. Thì lúc này, điện thoại bị nhiễu, sau đó một giọng đàn ông vang lên. Hắn ta chính là thủ phạm thiết kế ra những căn phòng chết chóc này. Vì Kristen đã tìm kiếm trò chơi này trên mạng nên hắn ta mới gửi lời mời. Bất ngờ, cô cảm thấy chóng váng và ngã gục xuống đất. Tất cả những người chơi đều không thể thoát được tên sát nhân biến thái này. Dù có giải mã được những câu đố, hắn ta vẫn sẽ giết họ. Bộ phim đến đây là hết. Cảm nhận của các bạn về bộ phim này như thế nào? Cho mình biết ở phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.